Bắc Kinh đã xấu tới mức không thể đóng nổi vai Ngụy Quỳnh Tử. Bản tin TBST Express đài tiếng nói Hoa Kỳ bất chấp kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm thứ Năm ngày 17 tháng 9 nói rằng Bắc Kinh gần như không có bạn. Thực tế cho thấy, đúng như vậy, khi họ ở vai trò lãnh đạo một nước lớn nhưng lại chuyên đi tranh giành lãnh thổ, bắt nạt hàng xóm, ăn cắp, lợi dụng các nước khác Bắc Kinh cũng đã nhiều lần thử diễn vài quần tử, nhưng cái tâm bất chính cùng với các tướng sinh tự tâm khiến họ không thể nào làm được điều này. Nếu Trung Quốc có một hình tướng, diệm mạo để đi lòe bịp mọi người, nó sẽ trông như thế nào? Khi mọi hành động, suy tính của Trung Quốc không từ một thủ đoạn nào, trong nước bắt chẹt đàn áp chính dân mình, bên ngoài thế giới thì lừa đảo thị phi gây đổ loạn. Hình ảnh của lực lượng này đương nhiên sẽ giống với một kẻ xấu xí. Đỗ kỵ, tâm địa hẹp hòi, học thuyết làm căn bản cho niềm tin của trung quốc là tôn thờ chủ nghĩa duy vật phủ nhận đức tin tâm linh nên thứ học thuyết này sẽ dẫn thế lực cầm quyền ở trung quốc tới thói ngạo mạn thiếu khiêm nhường lân lân cho cả mình không ai ở dưới cả cái gì tự mắt họ không nhìn thấy thì không tin nhưng có quá nhiều thứ tuy không nhìn thấy bằng mắt thường nhưng vẫn tồn tại ví dụ như là virus vũ hán mà trung quốc cố gắng che đậy là một trong số những thứ như vậy trung quốc coi mình trên tất cả nên họ dám đấu với tất cả và dám hủy hoại mọi thứ, bao gồm cả nhân tính, niềm tin rằng có thể bằng sức người mà xây dựng nên một thiên đường trên mặt đất. Quan niệm phản truyền thống này đã dẫn tới vô số tội ác của Trung Quốc thông qua các chiến dịch mà họ thực hiện. Trung Quốc tôn thờ học thuyết đấu tranh được sinh ra từ vị kỹ và tham lam. Thế lực này cũng luôn nuôi trong mình tâm gành ghét đố kỵ, một dạng tâm lý của kẻ yếm thế nhưng vẫn vô đạo đức. Tâm đấu kỵ sẽ xui khiến những kẻ năng lực kém như là giàn dối dùng mọi thủ đoạn thậm chí cả hành động cướp bóc để giành lợi thế cho bản thân. Cầm tranh đấu và đấu kỵ nhỏ nhen cũng thể hiện trong cách Bắc Kinh đối ngoại. Họ luôn tìm cách tranh giành, xâm lấn chủ quyền lãnh thổ với các quốc gia láng giềng. Trong khi đó, ở phạm vi thế giới thì họ luôn tìm mọi thủ đoạn chính trị, hành vi gian trá để cố gắng vượt qua Hoa Kỳ. Quốc gia với đa số người dân có đức tin và khiêm nhường với chúa, những phản ứng của Mỹ và cộng đồng thế giới đối với các hành vi bất hảo của Bắc Kinh và các hành động trong tuần qua của chính quyền Trung Quốc tiếp tục là những minh chứng sinh động cho cái tâm đen nhân mực của Trung Quốc. Ông Christopher Gray, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI tại cuộc điều trần trước Hạ viện Mỹ hôm thứ Sáu ngày 18 tháng 9 nói rằng chính quyền Trung Quốc luôn tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ. Ông Gray đã cho hay các nghiên cứu tại Mỹ đều được tài trợ bằng tiền thuế của người dân, vì thế, việc Bắc Kinh tìm cách đánh cắp các kết quả nghiên cứu từ Hoa Kỳ tương đương với việc tước đoạt công sức lao động, mà không chỉ của các nhà khoa học mà còn cả của người dân Mỹ. Phản ứng trước một báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 2 tháng 9 nói rằng quân đội Trung Quốc đang xây dựng để thay đổi trật tự thế giới. Hôm thứ Hai ngày 14 tháng 9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Khiêm đã nói rằng Mỹ là kẻ hủy duyệt hòa bình thế giới. Ông Ngô khẳng định báo cáo của Mỹ là một sự xuyên tạc trắng trợn, mục tiêu của Bắc Kinh và mối quan hệ giữa PLA và 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Mồm nói người khác là kẻ hủy diệt hòa bình thế giới, nhưng Bắc Kinh bằng hành động lại chứng minh điều ngược lại, họ mới là kẻ hủy diệt hòa bình và thế giới. Cụ thể, họ đang gia tăng những hoạt động quân sự ở Biển Đông, bắt nạt với các nước láng giềng Đông Nam Á, hòng chiếm hơn 80% diện tích ở vùng biển này. Thế lực cầm quyền ở Trung Quốc cũng đang tăng cường các hoạt động quân sự nhằm tranh giành lãnh thổ với Nhật Bản, Hàn Quốc trên biển Hoa Đông, làm bùng lên các vụ xung đột đường biên giới với Ấn Độ, Bhutan, thậm chí tranh giành cả núi Trường Bạch với người anh em Triều Tiên. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc hậu thuẫn với các lực lượng khủng bố ở Trung Đông, bảo kê cho Tehran, chính phủ Syria gây nạn binh đao trong khu vực. Hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9, hàng trăm người dân Mông Cổ đã biểu tình phản đối chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Họ hô vang các khẩu hiệu Vương Nghị của đi, cuộc bỉ tần nổ ra bắt nguồn từ việc Bắc Kinh đã và đang thực hiện những chiến dịch hủy diệt văn hóa Mông Cổ khi cố gắng nhồi sọ người dân nội Mông bằng thứ văn hóa biến dị mà Trung Quốc cưỡng bức, buộc người dân Trung Quốc mấy chục năm qua, sau khi phá hủy gần như toàn bộ nền văn hóa thần truyền có lịch sử 5.000 năm. ngụy Quân Tử, các quan chức Trung Quốc bên cạnh những tuyên bố và hành động phản ánh bản chất sói chiến, thì đôi khi họ cũng muốn đóng vai quần tử một nạn nhân thông qua những phát ngôn giản đạo đức hoặc những lời thằng trách ai oán nhằm đánh bóng hình ảnh, dèm pha đối thủ với mục tiêu lừa phẫn được nhiều hơn. Hôm 8 tháng 9, ông Vương Nghị đã thay mặt Bắc Kinh giới thiệu một sáng kiến nhằm thiết lập một tiêu chuẩn toàn cầu cho việc bảo mật dữ liệu, nói rằng Chính phủ Trung Quốc làm vậy vì muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong khu vực khi các quốc gia riêng lẻ đang bắt nạt những nước khác và truy sát các công ty. Một số quốc gia riêng lẻ đang ráo riết thay đuổi chủ nghĩa đa phương, ném nước bẩn vào các quốc gia khác với lý do bảo vệ sự sạch sẽ và tiến hành các cuộc truy soát toàn cầu nhằm vào các công ty hàng đầu của các quốc gia khác với lý do an ninh. Đây là hành vi bắt nạt cho cháu và cần bị phản đối và bác bỏ, ông Vương đã nói. Dễ nhận ra, ông Vương muốn ám chỉ Mỹ là một quốc gia riêng lẻ đang ném nước bẩn và Bắc Kinh muốn giảm thiệt hại cho thế giới bằng một đề xuất đầy tính nhân văn. Vào ngày 9 tháng 9, cũng vẫn là ông Vương nói rằng Hoa Kỳ đang can thiệp trực tiếp vào các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông vì nhu cầu chính trị của mình. Ông Vương cũng được trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời nói rằng, hòa bình và ổn định là lợi ích chiến lược lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông. Đó cũng là nguyện vọng chiến lược chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Ít ngày trước, đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Terry Branstad đã gửi một bài viết tới nhân dân nhập báo, cơ quan ngôn luận của Trung Quốc. Bài báo của ông Branstad có tiêu đề thiết lập lại mối quan hệ dựa trên sự công bằng với nội dung chủ yếu nói rằng Bắc Kinh chưa cư xử công bằng cho mối quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, bài viết của đại sứ Hoa Kỳ đã bị từ chối. Trong bức thư gửi tới ông Brunstad, nhân dân Nhật Báo đã quay ngược lại nói rằng Hoa Kỳ đã không đối xử công bằng với Bắc Kinh và vì thế tờ báo của Trung Quốc không thể đăng bài viết của đại sứ Mỹ. Trung Quốc thất bại nối tiếp thất bại Kế hoạch mua chuộc châu Âu, Bắc Kinh đã thất bại hoàn toàn. Ông Bùi Mẫn Hân nhận định, khi Trung Quốc khẳng, khi Trung Quốc khảo sát bất cứ hy vọng nào để EU không xích lại gần Hoa Kỳ trong cuộc tranh giành bá quyền Mỹ-Trung, họ có lẽ phải nhận ra rằng châu Âu không dễ bị mua chuộc như vậy. Bùi Mẫn Hân, chuyên gia kinh tế và chính trị nổi tiếng về Trung Quốc đã cho rằng, xét từ góc độ quan hệ kinh tế và an ninh lâu dài của châu Âu với Mỹ, cũng như mối quan hệ về ý thức hệ trong cuộc chiến tranh lạnh mới, EU có nhiều khả năng đứng về phía Mỹ hơn là chỉ ngồi nhìn. Điều này có nghĩa là Bắc Kinh sẽ phải trả giá đắt cho chiến lược tạo ra một EU trung lập. Ông nói rằng, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc có thể nghĩ rằng lợi ích kinh tế khổng lồ của EU ở Trung Quốc sẽ đủ để đảm bảo xác lập tính trung lập của họ, nghĩa là không dựa vào Hoa Kỳ. Nhưng họ nên suy nghĩ lại, bởi vì một bài học quan trọng của sự tách rời Mỹ Trung là khi buộc phải lựa chọn, các nền dân chủ tư bản sẽ đặt các giá trị an ninh và ý thức hệ lên trên lợi nhuận. Để ngăn cản các nền dân chủ châu Âu đứng về phía Mỹ, Bắc Kinh cần nhiều hơn là sự cám dỗ của thị trường khổng lồ Trung Quốc. Bồi Huệ Mẫn chỉ ra rằng, Trung Quốc phải đối mặt với một số thách thức trong việc thu hút châu Âu. Ông nói rằng EU cũng như Hoa Kỳ có những quan ngại hợp lý và sâu sắc về các chính sách và thực tiễn kinh tế của Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh không đáp lại bằng những nhượng bộ và cải cách trong nước, nền tảng thương mại mà mối quan hệ EU-Trung Quốc sẽ suy yếu nhanh chóng cũng như mối quan hệ Mỹ-Trung. Ngoài những nhượng bộ về kinh tế, Bắc Kinh cũng nên tích cực hợp tác với EU về biến đổi khí hậu. Giáo sư Bùi Huệ Mẫn cũng tuyên bố rằng thách thức khó khăn nhất đối với Trung Quốc để đảm bảo rằng EU không nghiêng về Hoa Kỳ là vấn đề nhân quyền. EU vô cùng bất bình với việc Trung Quốc giam giữ người Hồi giáo ở Tân Cương trên quy mô lớn, phiên bản Hồng Kông của luật an ninh quốc gia và những hành động đàn áp chính trị leo thang khác. Nếu chính phủ Trung Quốc tiếp tục vi phạm các cam kết quốc tế và đối xử công dân của mình bằng nắm đấm sắt, nó có thể khó tưởng tượng rằng các nước EU sẽ bảo trì vị trí trung lập về mặt chiến lược. Tận số dù cố gắng diễn xuất, nhưng cái tâm đen như mực nổi lên bề mặt một lịch sử lưu manh đã khiến Bắc Kinh không thể hoàn thành vai quân tử hay nạn nhân một cách trót lọt. Thói đạo đức giả của chính quyền Trung Quốc dễ dàng bị vạch trần Việc ông Vương Nghị ám chỉ Mỹ viện có xây dựng mạng sạch để ném nước bẩn và nước khác xảy ra sau khi Hoa Kỳ cấm hàng loạt công ty công nghệ Trung Quốc vì nghi ngờ những thực thể này làm gián điệp cho Trung Nam Hải. Còn ông Vương khẳng định hòa bình và ổn định trên Biển Đông là mục tiêu của Bắc Kinh. Điều này mâu thuẫn với cách hành xử ngăn ngược bất chấp luật pháp của họ trên vùng biển này. Việc nhân dân nhập báo trách cứ Mỹ đối xử không công bằng với Trung Quốc cũng bị Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phơi bày phần giả dối mà họ muốn che giấu đã ánh sáng. Ông Pompeo đã chỉ ra Bắc Kinh là đối tượng áp dụng tiêu chuẩn kép trong bang giao để thủ lợi cho mình. Ông Pompeo nói rằng chính quyền ông Trump đã luôn đối xử công bằng với Trung Quốc, bằng chứng là đại sứ của nước này tại Hoa Kỳ được tự do bày tỏ quan điểm và đăng các bài viết phản biện Washington lên truyền thông Mỹ. Nhưng Bắc Kinh đã không làm điều tương tự khi từ chối cho xuất bản bài viết của đại sứ Terry Branstad. Hôm thứ Ba ngày 15 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, ngày càng có nhiều người trên thế giới nhìn ra sự ích kỷ của chính quyền Trung Quốc và tham vọng thống trị toàn cầu của lực lượng này, khiến nhiều quốc gia hơn đang ủng hộ quan điểm của chính quyền Trump đối với Bắc Kinh. Thế giới đang thức tỉnh và quan điểm của tôi là tình thế thay đổi, Ông Pompeo nói với Hội đồng Đại Tây Dương, một tổ chức tư vấn về các vấn đề quốc tế. Tôi nghĩ rằng đây là những thay đổi mạnh mẽ trên thế giới quan về mối đe dọa từ Trung Quốc. Ngay cả muốn đóng giả quần tử thì giờ đây đối với Trung Quốc đã là việc bất khả thi khi số khí đã bao trùm từ trong ra ngoài sinh mệnh tà ác này khiến hình thức. Cử chỉ, lời nói của nó không chỉ hành động đã bị nhận ra. Không ngạc nhiên gì khi Trung Quốc đã hội tụ đủ các dấu hiệu của một đế chế sắp tận số. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh Thời báo sự thật. Một lần nữa Bích Trâm xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.